老板您好。em tên là gì? Em tên là Cao Văn Điềm. Em học tiếng Trung được bao lâu rồi? Em học được 1 tuần. Nghỉ khơi chưa chỉ chưa sao mà. Chính là bạn sau bố trên sau y xe. Bố cháu Cao Văn Điềm. Bố chú trai y ông sang. Bố chính nên ở số xoay. Ở sân cao y viên y ông sông phần. Bố thi chúng chiến sư 39. Bố cao trung bí giờ lơ. Bố 20 triệu vật. Bố xe trung quân y cư lý bài lợi bố chè yêu sang xuân cơ sung tí chia mây bố phái cung hàng tia bố xem đi thai quan chưa hoàn trang bằng chia sung gia đình bố chia sao qua lờ xê xê la bà nghỉ ở mẹo hơi chèo bố mây xê nghỉ ở mẹo châu rèn hiểu mấy ở châu rèn ô mấy hiểu đứng dậy em này rồi đứng lên ngồi xuống rồi đi đi lại rồi chân nó cao đùi rồi kéo lên quay sau rồi quay lại kéo hai tay áo lên rồi lấy ghế cho tay về máy quay lại rồi quay lại nắm và thả ra nhanh vào rồi em có biết công việc của em Loan làm về gì không? Có ạ. Em có gì thắc mắc về công việc của mình nữa không? Không ạ.